Hello, xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser ở tại địa chỉ số 61 Nguyễn Công Trứ của DK Eyebrow and Beauty. Thì trước phòng kính máy quay là một chị khách hàng hôm nay qua DK để thực hiện combo xóa sửa mày và mí, đúng không ạ chuyên gia? Đúng rồi. Dạ vâng ạ, thì chúng ta hãy cùng làm quen với chị khách hàng một chút nhé. Chị ơi, em chào chị ạ. Ừ, chào em. Vâng, chị có thể giới thiệu cho các bạn đang xem live stream được biết chị tên là gì và đến từ đâu được không ạ? Chị tên Trang, đến từ Hà Nội. Trang ơi, thì không biết là cái lý do gì mà chị lại biết đến thương hiệu DK chị nhỉ? Chị được bạn giới thiệu em ạ. À, thế ạ. Ừ. Thì sau khi nghe bạn giới thiệu thì chị tin tưởng và qua đây luôn hay là chị có tìm hiểu thêm trước khi đến ạ? Chị cũng có tìm hiểu thêm qua fanpage. Thì em có thể hỏi một chút cái cảm nhận của chị khi mà chị tìm hiểu trước cái lúc mà chị đến đây mà mình chỉ tìm hiểu ở trên fanpage thì như thế nào được không ạ? Chị cảm thấy là chuyên nghiệp. Vâng ạ. Và đáng tin cậy. Mình như vậy là chị mới chỉ tìm hiểu qua trên fanpage mà chị đã cảm thấy tin cậy ở DK rồi ạ. Thì chứng tỏ là chị đã tìm hiểu và đọc rất là kỹ các cái đánh giá ở trên fanpage của chúng em đúng không ạ? Chị cũng có đọc một chút. Thì trước khi thực hiện laser thì chị có cái nỗi lo nào rõ rệt nhất trong đầu mình không chị nhỉ? Là chị sợ đau em ạ. Sợ đau ạ. Thì cái này là cái tâm lý rất là chung rồi. Thì chị có thể là hôm nay chị sẽ trải nghiệm và chị thử xem là laser ở DK nó sẽ khác và nó có khác xa so với tưởng tượng của mình không chị nhá. Thì trước tiên thì em sẽ nhờ chuyên gia phân tích cho các bạn nghe một chút về cái tình trạng lông mày và mí của chị nhá. Cái tình trạng của chị Trang ấy là da của chị Trang khá là mỏng và nhạy cảm. Đó, một chút tê thôi nó cũng đã làm cho cái da của chị nó hồng hết là lên rồi. Thế còn gốc mực của chị thì do chị cũng đã làm một thời gian rồi nó đã trổ xanh. Còn mí của chị thì do da mỏng này, rồi là do quá trình chị làm đẹp nữa, chị cắt mí thì cái phần mực nó bị loang xanh lên bên trên, nó rất là mất thẩm mỹ. Và em không biết là qua ống kính thì mọi người có nhìn rõ không, nhưng mà ở ngoài này thì chúng ta có thể nhìn rất rõ là da của chị Trang rất là mỏng và nhìn thấy rõ luôn các cái mạch máu của chị luôn ạ. Đấy thì chị Trang ơi, thì không biết là mình có thuộc tiếp da, người tiếp da nhạy cảm không chị nhỉ? Chị không, chị không biết đến điều đấy đâu, tại vì là trước giờ mình cũng không để ý. Thế bây giờ thì tại vì chị cũng có cái nỗi lo là sợ đau đúng không ạ? Thì bây giờ thì em sẽ mời chuyên gia thực hiện cho chị nhá, để chị xem là có như mình lo sợ hay không chị nhá. Vâng ạ. Thì em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện laser cho chị nhá. Thì trước tiên thì chuyên gia sẽ thực hiện laser mày trước cho chị Trang. Và chuyên gia đã bắt đầu thực hiện với phần lông mày bên phải của chị trước. Thì như các bạn có thể thấy là khi tia laser tác động đến đâu thì mực đã được xử lý ngay đến đó mà không hề có dấu hiệu cháy trụi lông gì cả. Rất là nhanh thì chuyên gia đã thực hiện xong một bên rồi. Thì chúng ta cùng nghe một chút cảm nhận của chị Trang ấy. Chị ơi, thì nó có đau như chị tưởng tượng ban đầu không chị nhỉ? Cũng không em ạ. Tại vì chị cũng đã từng đi laser mặt thì nó thì đau hơn một chút. Thì là nó châm chích hơn một chút nhưng hoàn toàn trong sức chịu đựng của mình. Thì em sẽ mời chuyên gia tiếp tục thực hiện để không làm mất thời gian của chị Trang hơn nữa nhá. Và như các bạn cũng thấy đấy, là tia laser tác động đến đâu thì vùng mực là được xử lý đến đó mà không hề có dấu hiệu trắng trụi lông gì. Bởi vì tại DK đang sử dụng là siêu laser Picomax 2021. Đây là công nghệ laser mới nhất, hiện đại nhất hiện nay. Và ngay sau khi mình thực hiện laser thì chỉ 15 phút sau thôi là chúng ta đã có thể kẻ vẽ hoàn toàn bình thường mà không cần phải kiêng khem hay là nghỉ mất thời gian nghỉ dưỡng gì cả. Và bây giờ là chuyên gia tiếp tục thực hiện laser mí cho chị. Với vùng da mí thì sẽ là cảm giác có thể là sẽ hơi châm chích một chút, bởi vì vùng da mắt mí thì nó khá là nhạy cảm. Nhưng mà đối với công nghệ siêu laser này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì mặc dù là vùng da mí dưới mí mắt là nó có nhạy cảm một chút nhưng mà sẽ không ảnh hưởng hay là tổn thương đến thị lực gì cả. Và đặc biệt là ở DK thì trong quá trình làm với chuyên gia thì đã bảo vệ cái bằng cách dán mí này. Và đây là cái công nghệ rất là cao. Chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ có các cái cách xử lý để khách hàng cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Thì bây giờ không để làm mất thời gian của chị Trang hơn nữa thì mình sẽ kết thúc live stream tại đây để chị có thể yên tâm thực hiện, và các bạn hãy cùng đón chờ cái kết quả cuối cùng của chị Trang nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.